Giới thiệu với bạn cái bút sơn. Bút này dùng cho sơn vợt cầu lông này, vợt tennis này. Rất là ok nhé. Nó là cái bút sơn này. Và cái này thì nó là hàng nội địa của Trung. Và mới sản xuất luôn mùng 3 tháng 12 2023. Tức là mới sản xuất được khoảng 10 ngày. Hôm nay là 13. Sản xuất được 10 ngày. Đó. Và đây có cả hướng dẫn sử dụng này. Đầu tiên mình sẽ lắc lên. Lắc ở bên trong nó sẽ có một cái giống như kiểu là bút xóa ngày xưa thời đi học ấy, mình hay dùng bút xóa lắc lắc lên đấy thì nó sẽ có tiếng kêu này. Đó, và xong rồi mình sẽ mở nắp ra và bấm cái đầu ngòi này xuống thì sơn nó sẽ chảy ra và mình có thể tô. Và một bộ đi kèm thì nó sẽ tặng tặng kèm một cái bút lông, bút lông đầu nhỏ. Cái này đầu rất là nhỏ nhá. Đấy, ví dụ như là mình vẽ nối ấy, vẽ nối ở trên các cái mép, các cái cạnh, ví dụ như một cái điểm này nó rất là nhỏ đúng không, thì mình sẽ cầm một cái bút đầu nhỏ này mình vẽ vào cái chỗ điểm nhỏ này thì nó sẽ không bị lan ra những cái chỗ khác. Còn ví dụ điểm nào to thì mình có thể dùng được cái đầu này thoải mái nhé. Đấy. Và nó tặng kèm luôn là một cái đầu này. Cái này nó là đầu thay thế cho cái đầu bút này. Ví dụ một cái bút này mình dùng nhiều lần không chưa hết mà cái đầu này nó bị dính sơn thì nó sẽ gọi là nó sẽ bị cứng cái đầu ấy. Thì nếu mà mình dùng lâu mà đầu này không sử dụng được nữa thì mình có thể rút được cái đầu này ra và mình thay cái đầu thay thế này vào được nhé. Đấy. Cắm nó vào đây, hai đầu cắm vào xong mình sử dụng đầu thay thế được. Đó. Và tặng kèm luôn cả một miếng. Cái này nó là cái miếng lau. Ví dụ mà trước khi mình sử dụng cái bút sơn này thì mình có thể quét vệ sinh cái chỗ vợt cần sơn. Ví dụ như vợt mình đang đánh bình thường đó, thì mình có thể bóc cái miếng miếng cồn, tẩm cồn này ra để mình lau qua những cái chỗ sơn cần sơn đấy, thì khi mà mình sơn vào nó sẽ bám và nó dính chắc hơn nhé. Đó. Thì có tặng kèm một miếng cồn để vệ sinh giống như kiểu mình dán cứng lực điện thoại cũng như vậy. Đó. Và một bộ thì nó sẽ có một bút này, một đầu thay thế này và một cái đầu bút đầu nhỏ để mình có thể dùng được cho những cái điểm nối, những cái điểm nhỏ. Ok. Đấy, và có cả tờ hướng dẫn sử dụng nhé. Hướng dẫn sử dụng thì hoàn toàn bằng tiếng của Trung. Mình có thể dùng Google dịch để soi qua camera để có thể quét được. Đấy. Mà sử dụng nó khá là đơn giản thôi. Ở video mình cũng đã nói rồi, nếu mà chưa dùng được thì các bạn có thể liên hệ qua bên mình hỗ trợ hướng dẫn các bạn sử dụng nhé, để đạt hiệu quả. Và cái bút này thì dùng được cho cả vợt cầu lông này, vợt tennis này, hoặc là tất cả các đồ vật sơn lên kim loại. Đó. Hoặc là nhiều khi xe bị chày chày mình cũng có thể sơn được nhé, miễn là sao đồng màu là được, nhìn trông nó đẹp là được. Ok, nếu có nhu cầu các bạn liên hệ bên mình qua số điện thoại mình để trên góc màn hình. Cảm ơn các bạn đã xem video.